Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, sau một loạt các video về chiến tranh biên giới Việt-Trung mà Tin Mới đã làm, có lẽ sẽ có nhiều bạn thắc mắc tại sao đã tấn công tổng lực trên bộ rồi mà không quân hai bên lại không tham chiến. Trên báo chí Việt Nam đã có một số bài lý giải về vấn đề này. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay, Tin Mới mời các bạn tham khảo một bài viết của một tác giả người Trung Quốc tên là Mã Quân đăng trên mạng Phượng Hoàng lý giải về vấn đề này. Tác giả Mã Quân viết: trong thời gian chiến tranh Việt-Trung, không quân Trung Quốc không bay qua không phận Việt Nam tác chiến, mà không quân Việt Nam cũng không bay qua không phận Trung Quốc. Điều này rất kỳ lạ. Lục quân Trung Quốc tham chiến hàng chục vạn, trước sau đánh trong một tháng. Không quân vì sao lại án binh bất động như vậy? Rất nhiều bằng hữu đối với vấn đề này không thể lý giải. Vậy hãy nghe Mã Quân nói nhé. Trước hết, không xuất kích không quân là vì muốn giữ tính chất cuộc chiến tranh chỉ là chiến tranh biên giới. Tư lệnh không quân Trung Quốc khi đó là Trương Đình Phát đã căn cứ theo ý đồ của quân ủy, thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất ra phương châm chỉ đạo tác chiến là dương cung đợi bắn, trước dùng thanh thế để uy hiếp đối phương. Nội dung cơ bản của nó là bộ đội không quân và phòng không làm tốt công tác chuẩn bị tác chiến. Hễ máy bay đối phương xâm nhập là có thể đánh được ngay. Hễ quân ủy có lệnh xuống là lập tức có thể xuất kích, tấn công các mục tiêu chỉ định, đồng thời ở vùng biên cảnh tổ chức cho không quân tuần tra gây thanh thế, phô trương lực lượng, uy hiếp tinh thần đối phương, khiến máy bay đối phương không dám khinh suất manh động. Yêu cầu đạt được mục đích không chiến mà khuất phục được đối phương, nhưng không được xâm nhập vào không phận Việt Nam. Sau ngày 17 tháng 2, quân Trung Quốc theo kế hoạch dự định từ hai hướng Đông Tây phát động tấn công. Để đối phó với hoạt động tác chiến mặt đất, các tiêm kích Trung Quốc cũng theo kế hoạch xuất kích số lượng lớn, không ngừng tuần tra trên không phận Trung Quốc. Ở vùng biên, trong ngày đầu tiên chiến tranh, tiêm kích Trung Quốc đã dùng hơn 100 chiếc tiêm kích, xuất kích hàng trăm lần chiếc để tiến hành cảnh giới, tuần tra nhưng không xâm phạm không phận Việt Nam. Các đơn vị phòng không Trung Quốc còn nhận được lệnh nếu phát hiện máy bay Việt Nam bay vào đất Trung Quốc cũng phải cẩn thận xem xét. Nếu có thể phóng đạn bắn rơi được máy bay Việt Nam trên đất Trung Quốc thì mới được phép bắn. Vì sao phải làm như vậy? Nó liên quan đến quyết định của lãnh đạo cấp cao về cuộc chiến tranh này. Họ muốn giữ cuộc chiến ở tính chất một cuộc chiến trừng phạt ngắn ngày, nói một cách đơn giản thì chỉ đánh nhanh chóng, sau đó rút quân. Với mục tiêu đó thì chỉ cần sử dụng lục quân là đủ, không cần dùng đến không quân và hải quân phối hợp. Vì làm như vậy sẽ làm mở rộng quy mô và mức độ chiến tranh. Đây là nguyên nhân căn bản của việc không dùng đến không quân. Nguyên nhân thứ hai của việc không sử dụng không quân là Trung Quốc rất khó để đối phó với mạng lưới phòng không của Việt Nam. Mạng lưới phòng không của Việt Nam rất lợi hại. Nếu xuất kích không quân, rất có thể sẽ chuốc lấy thất bại lớn. Và lúc đó tên lửa SAM-2 của Việt Nam vẫn là loại tên lửa rất lợi hại. Thời đó Trung Quốc cũng có tên lửa SAM-2, cho nên rất hiểu sự lợi hại của tên lửa này. Ngày 25 tháng 7 năm 1965, Việt Nam lần đầu tiên phóng tên lửa SAM-2 trong thực chiến. Chỉ trong 2 ngày đầu tiên đó, tên lửa này đã diệt 3 máy bay Mỹ. Từ năm 1965 đến năm 1973, tên lửa SAM-2 của Việt Nam đã tiêu diệt 1.300 máy bay, gồm nhiều kiểu loại của Mỹ. Qua 20 năm liền của cuộc chiến tranh Việt Nam và phải đối mặt với các chiến dịch oanh tạc của lực lượng không quân lớn nhất thế giới là Mỹ, Việt Nam đã rèn luyện được một lực lượng phòng không rất hùng mạnh. Lực lượng phòng không này kinh qua những trận chiến ác liệt nhất thế giới nên rất lợi hại. Thời đó, trên một lãnh thổ nho nhỏ, Việt Nam đã bố trí rất nhiều vũ khí phòng không. Chẳng hạn, năm 1967, người Việt Nam có tới 7.000 khẩu pháo cao xạ, đại đa số trong đó là loại pháo 85mm, 100mm có radar điều khiển. Cũng trong năm đó, Việt Nam còn có trong biên chế 25 tiểu đoàn tên lửa phòng không do Liên Xô chế tạo. Mỗi tiểu đoàn 6 bệ phóng, tổng cộng họ có 150 bệ phóng tên lửa. Việt Nam cũng có một hệ thống radar cảnh giới tương đối hoàn chỉnh, trang bị các loại radar do Liên Xô và Trung Quốc chế tạo. Toàn hệ thống có 200 trạm radar trên toàn quốc. Các tên lửa SAM-2 của Việt Nam từng bắn rơi 1.300 máy bay của Mỹ. Loại tên lửa này nếu không bị gây nhiễu thì tần suất diệt mục tiêu rất cao. Nếu phóng đơn một đạn thì tần suất diệt mục tiêu là 70%. Nếu phóng 3 đạn đồng thời vào một mục tiêu thì khả năng diệt mục tiêu có thể đạt tới 90%.
Ngoài ra, theo tin tình báo Liên Xô đã cung cấp cho Việt Nam tên lửa phòng không tiên tiến SAM-6, tên lửa SAM-6 so với tên lửa SAM-2 mạnh hơn nhiều. Chỉ mấy năm trước đó, vào năm 1973, khi chiến tranh Trung Đông nổ ra, SAM-6 trong 18 ngày đã bắn rơi 41 chiếc máy bay của Israel. Trong thời gian ngắn của năm 1967, hệ thống phòng không của Việt Nam cũng đã bắn rơi 245 máy bay của Mỹ. Trong đó, 145 chiếc của không quân Mỹ, 102 chiếc của hải quân Mỹ và 1 chiếc của thủy quân lục chiến. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân đội Việt Nam lại còn thu được các vũ khí phòng không mà Mỹ trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cộng số đó với các loại Liên Xô viện trợ, năng lực phòng không của Việt Nam ngày càng tăng cường mạnh mẽ. Một lực lượng không quân mạnh nhất thế giới như Mỹ mà khi đối đầu với mạng lưới phòng không của Việt Nam còn sức đầu mẻ trán thì nói gì đến không quân của Trung Quốc. Thời gian chiến tranh Việt Nam, quân đội Trung Quốc đã cử nhiều bộ đội vào miền Bắc Việt Nam nghiên cứu, cho nên hiểu rất rõ trình độ và sự lợi hại của hệ thống phòng không Việt Nam. Do thế, không dám đưa không quân tiến vào không phận Việt Nam. Lý do thứ ba là không quân Trung Quốc số lượng có hạn, không đủ để vào tác chiến ở Việt Nam. Năm 1965, khi phát động chiến dịch Sấm Rền, không quân Mỹ đã sử dụng 25.971 lần chiếc máy bay, ném xuống 32.063 tấn bom đạn. Hải quân Mỹ xuất kích 28.168 lần chiếc máy bay, ném xuống 11.144 tấn bom đạn. Nhưng những khối lượng bom đạn khổng lồ này vẫn không thể đánh gục được Bắc Việt. Vậy năm 1979, tình hình không quân Trung Quốc ra sao? Do ảnh hưởng của thời kỳ cách mạng văn hóa, công nghiệp quân sự bị đình đốn dẫn đến trang bị của không quân Trung Quốc bị thiếu hụt nghiêm trọng. Khi chiến tranh Việt Trung nổ ra, không quân Trung Quốc cũng có khuynh hướng tham chiến. Để chuẩn bị, quân đội Trung Quốc tập kết 800 chiếc máy bay ở biên cảnh, trong đó có hơn 400 chiếc J-6, hơn 200 chiếc J-5, Q-5 và H-5 và một số lượng nhỏ J-7. Đặc điểm của không quân Trung Quốc lúc đó, một là máy bay tiên tiến cực thiếu, hai là máy bay ném bom cỡ lớn cực ít. Không quân hải quân của Trung Quốc chỉ có 73 chiếc J-7 có thể tác chiến trước khi chiến tranh bùng nổ, được tiếp nhận khẩn cấp thêm 5 chiếc J-7 tương đối mới, tổng cộng là 78 chiếc. Không quân hải quân biên chế thành hai trung đoàn vốn dĩ đóng tại phương Bắc để bảo vệ Bắc Kinh. Do số lượng máy bay không đủ, nên hồi ấy cả hai trung đoàn không quân hải quân cũng được điều đến tiền tuyến Quảng Tây. Hiển nhiên, những con số này so với con số mà Mỹ đã dùng để tấn công Việt Nam còn thua xa. Không quân Mỹ có thể tấn công bất kỳ chỗ nào của Việt Nam. Còn không quân Trung Quốc do máy bay không đủ nên không thể tạo ra một cú sốc lớn nào cho Việt Nam. Phòng không không quân Việt Nam quy mô không lớn nhưng thực lực lại không yếu. Năm đó, tổng binh lực của phòng không không quân Việt Nam ước tính khoảng 30.000 người, cụ thể phân chia thành một bộ tư lệnh, 4 sư đoàn không quân, 6 sư đoàn phòng không, 1 trường huấn luyện hàng không. Ước tính thì không quân có tổng số 13 trung đoàn máy bay, trong đó 5 trung đoàn máy bay chiến đấu, 3 trung đoàn vận tải, 3 trung đoàn huấn luyện, 2 trung đoàn cường kích, phòng không có 17 trung đoàn tên lửa, 7 trung đoàn cao xạ, 6 trung đoàn radar. Số lượng máy bay có hơn 400 chiếc, trong đó có gần 300 chiếc là máy bay chiến đấu. So sánh với quân Trung Quốc, quân Việt Nam trang bị tương đối hợp lý hơn. Các máy bay chiến đấu chủ lực là MiG-19 và MiG-21, trong đó 60 chiếc MiG-21 có tính năng tốt hơn loại J-7 của Trung Quốc. MiG-19 so với J-6 của Trung Quốc cũng vậy. Phi công Việt Nam có nhiều kinh nghiệm thực chiến, trình độ chiến đấu rất cao. Thêm nữa, Việt Nam lại là bên phòng ngự, nên trên mặt số lượng cũng không cần thiết phải có quá nhiều máy bay. Nếu hai bên đều đưa lực lượng không quân vào chiến đấu, Trung Quốc cũng không thể nhìn thấy điểm nào thượng phong. Lý do thứ tư là không quân Trung Quốc trang bị tương đối kém, không thể tác chiến. Trong thời cách mạng văn hóa, không quân là khu vực rất loạn, dẫn đến bị ảnh hưởng rất nặng. Đến năm 1979, máy bay chủ lực của Trung Quốc vẫn là số lượng lớn J-6, tức là loại MiG-19 phiên bản Trung Quốc. Mà MiG-19 thì đã là loại máy bay ra đời từ những năm 1950. Tính đến lúc đó đã phục vụ 20 năm tính năng đạn lỗi thời. MiG-19 là đối thủ với máy bay F-100 của Mỹ, mà quân Mỹ đã sớm loại bỏ F-100 và sau đó loại bỏ cả F-4 để bắt đầu trang bị số lượng lớn F-15, F-16. Liên Xô cũng đã sớm loại bỏ MiG-19 và thậm chí ngay cả MiG-21 cũng đang dần dần chuẩn bị loại bỏ để trang bị loại MiG-29 vào năm 1982.
và lúc đó loại máy bay tiên tiến nhất của Trung Quốc là J-7, tức là phiên bản dựa trên MiG-21. Nhưng trong thời gian nghiên cứu chế tạo thì quan hệ Trung-Xô căng thẳng nên chế tạo không thành công. Phải đến thập niên 1980, khi quan hệ căng thẳng Trung-Xô bớt đi, Trung Quốc mới thực sự nắm được công nghệ MiG-21. Nhưng vào thời điểm năm 1979 thì chiếc J-7 gặp rất nhiều vấn đề. Sức chiến đấu rất hạn chế, động cơ của nó chỉ có tuổi thọ hơn 100 giờ, tầm bay rất ngắn, thậm chí không có khả năng tác chiến ban đêm. Điều đáng sợ nữa là ghế phóng hoạt động không đáng tin cậy khi thử nghiệm tỷ lệ phóng thất bại cực cao. Đến năm 1985, loại ghế phóng mới được trang bị cho J-7. Một điều đáng lưu ý nữa là trong thời gian Trung Quốc giúp Việt Nam chống Mỹ, Việt Nam đã nhận các máy bay J-6 và J-5 của Trung Quốc, nhưng duy nhất J-7 thì cự tuyệt. Trong khi đó, từ năm 1968, họ trực tiếp nhận các máy bay MiG-21 từ Liên Xô và Tiểu Khắc. Điều này cũng cho thấy chất lượng của chiếc J-7 không ổn. Tiêm kích đã như vậy, các máy bay oanh tạc của Trung Quốc cũng không khá hơn. Loại máy bay oanh tạc chiến thuật là H-5 và Q-5. H-5 là phiên bản của chiếc IL-28 của Liên Xô. IL-28 đã ra đời từ những năm 1940 đến thập niên 1960 đã bị loại biên. Và đến năm 1979 thì nó đã là một chiếc máy bay cổ lỗ. Q-5 tương đối tiên tiến hơn một chút. Nó là loại máy bay cải tiến từ MiG-19, tốc độ chậm, lượng bom đạn mang theo ít. Nó thiếu hệ thống radar, thiếu hệ thống nhận biết định vị mục tiêu, phi công vẫn phải sử dụng hệ thống dẫn đường cổ lỗ bằng trực quan. Điều này đối với địa hình nhiều núi rừng của Việt Nam cơ bản không có tác dụng gì, ngược lại có khi còn gặp tai nạn. Với loại máy bay ném bom này, căn bản không thể đột phá hệ thống phòng không của Việt Nam. Với những máy bay chiến đấu lạc hậu như vậy, ngay cả khi không có mạng lưới phòng không Việt Nam đánh chặn, thì nó cũng khó có thể hỗ trợ được cho bộ binh dưới mặt đất. Lý do thứ 5 là không quân Trung Quốc huấn luyện rất tồi, không thể tác chiến với Việt Nam. Tư liệu về huấn luyện không quân viết: từ năm 1968 đến năm 1971, không quân hạ thấp tiêu chuẩn đột xuất, tuyển chọn hàng chục ngàn học viên phi công, nhà trường cắt giảm thời gian giáo dục lý luận và huấn luyện cơ sở. Năm 1968 và 1969, các trường đào tạo phi công chỉ học 1 tháng lý luận hàng không là cho lên máy bay. Máy bay huấn luyện sơ cấp 6 tháng, máy bay bay chiến đấu thêm 6 tháng nữa là được về đơn vị. Do đó, chất lượng huấn luyện phi công của Trung Quốc xuống rất thấp. Một nửa các vụ tai nạn máy bay đều là hậu quả của mấy năm thực hiện tuyển chọn phi công ồ ạt đó. Đa số trong đó đều là lỗi thao tác. Sức chiến đấu của không quân Trung Quốc cũng giảm nghiêm trọng. Thể hiện ở chỗ năm 1964, phi công mỗi năm trung bình bay 120 giờ. Con số này so với các nước tiên tiến như Mỹ và Liên Xô thời đó là tương đương. Đến năm 1966, thời gian bay trung bình phi công mỗi năm giảm xuống còn 24 giờ. Có một số phi công thậm chí thời gian bay một năm chưa đến 18 giờ. Trong toàn bộ thời gian cách mạng văn hóa, thời gian bay trung bình một năm của phi công Trung Quốc chưa đến 40 giờ một người. Trong thập niên 1970, ở quân khu Quảng Châu, phi công vẫn có hơn 98% chưa từng bắn bia trên không. Hơn 80% phi công chưa tiến hành huấn luyện chiến thuật lần nào. Đại bộ phận phi công thậm chí ngay đến bắn đạn thật các kiểu khẩu pháo trên máy bay cũng chưa từng thực hiện lần nào. Trung đoàn Hàng không Hải quân Đại Bàng nổi tiếng của hạm đội Đông Hải vốn dĩ có thể chiến đấu trong 3 điều kiện thời tiết, có thể bay trong 4 điều kiện thời tiết, nhưng sau 10 năm cách mạng văn hóa đã chỉ còn có thể chiến đấu trong 1 điều kiện thời tiết. Năm 1977, không quân Trung Quốc khôi phục chương trình đánh giá chung phi công hạng A. Các đơn vị không quân toàn quân đội đều được tham gia đánh giá. Kết quả là toàn quân chỉ có một trung đoàn không quân có thể đạt đến tiêu chuẩn hạng A. Các khoa mục bắn bia trên không, bắn bia mặt đất đều chưa có đến 1% thực hiện được. Phi công toàn quân cũng chỉ có 7% có năng lực tác chiến ban đêm. Với trình độ huấn luyện này có thể tác chiến lược hay không? Chiến tranh Việt-Trung, cán bộ cao cấp không quân cũng từng hùng tâm vạn tượng, định bay qua bầu trời Hà Nội. Kết quả, cán bộ cao cấp thân trình thị sát bộ đội nhưng bị một phe thất kinh. Một sư đoàn không quân năm đó có 30 chiếc Q-5 bay vào sân bay Quảng Tây, trong khi diễn tập hỗ trợ mặt đất đã xuất kích 8 chiếc cường kích để công kích mục tiêu trên mặt đất, nhưng không có một chiếc nào thực hiện được mệnh lệnh. Khi trở lại hạ cánh, một chiếc còn xuất hiện sự cố và bị hỏng. Đến khi thị sát không quân tiêm kích, lực lượng này đã sử dụng tiêm kích J-7 tiến hành bắn tên lửa không đối không thì xuất hiện sự cố nghiêm trọng và tên lửa không chịu rời giá treo. Quá đáng nhất là khi thị sát máy bay ném bom hạng nhẹ, máy bay ném bom H-5 vẫn chưa được trang bị bom, lại đã vội vã lao ra phía trước sân bay rồi.
Trong khi đó, không kể đến mạng lưới phòng không thì không quân Việt Nam tuy không lớn về quy mô nhưng trình độ huấn luyện và kinh nghiệm thực chiến cũng đã vượt xa Trung Quốc lúc đó rồi. Không quân Việt Nam là từ thực chiến và rèn luyện bộ đội phi công đã kinh qua các thử thách máu lửa. Trong thực tế chiến đấu với Hoa Kỳ, không quân Việt Nam đã có đến 16 phi công đạt đẳng cấp A theo con số theo Mỹ thừa nhận. Đẳng cấp A là từ để chỉ phi công bắn hạ từ 5 máy bay trở lên. Các bạn thân mến, trên đây là bài viết của tác giả Mã Quân đăng trên mạng Phượng Hoàng của Trung Quốc. Lý giải về việc vì sao Trung Quốc không dám sử dụng không quân trong cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam, những luận điểm của tác giả đều đã có dẫn chứng rất rõ ràng. Chúng ta không có gì phải bàn luận thêm. Trong video sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do vì sao Việt Nam không cử không quân tham gia cuộc chiến này. Video của kênh Tin Mới dừng lại ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.